Đi mua sắm hàng hóa là việc làm chính đáng của người dân. Tuy nhiên, người dân không thể chủ quan về những khu vực tập trung đông người như chợ hay siêu thị. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, các tiểu thương buôn bán ở chợ dân sinh dần thay đổi thói quen đến cách phục vụ người tiêu dùng. Cả người bán lẫn người mua đều phải tuân thủ nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và rửa tay khử khuẩn khi tiếp xúc với nhiều người. Chợ cho bán bình thường thì mình cứ bán, chừng nào chợ không cho bán thì mình nghỉ. Lúc dịch như vậy thì mình ngồi cách xa ra một chút, mình đeo khẩu trang đàng hoàng. Rồi mình thỉnh thoảng mình rửa tay bằng nước vi khuẩn vậy thôi. Bịt khẩu trang rồi an toàn 100% luôn. Rồi nước xịt khuẩn, rửa xịt tay, xịt chân, rồi khẩu trang, xịt khuẩn thì mang cả xịt khuẩn đi nữa. Với lại ai cũng đeo khẩu trang hết, thành ra không có sợ không gian hàng người ta không có mua đâu. Một hai người mua xong người ta đó. Mua xong vội vàng, người ta mua nhanh lắm, người ta đi. Người ta mua nhanh hơn là những ngày thường. Ngày thường người ta còn mua cả cây, ta lựa đồ. Còn bây giờ ta mua nhanh lắm. Ta ăn cái gì, ta mua, ta đọc cho mình bán, ta đi luôn. Mình phải làm đúng như là sự hướng dẫn của nhà nước. Chẳng hạn như là cái này là tôi tự làm cho nên không có tốn tiền. Luôn luôn tôi đi đâu tôi cũng phải che cái này hết. Rồi vô tới nhà khi tôi cũng phải che, tôi đâu biết trong nhà tôi người có bệnh hay không. Thì hiện tại mình vẫn mặc áo khoác với lại đeo khẩu trang, rồi về nhà thì rửa tay liền. Lượng khách mua sắm trực tiếp tại chợ, siêu thị có sự sụt giảm đáng kể trong những ngày dịch bệnh. Người ta chỉ tranh thủ mua nhanh những mặt hàng thiết yếu rồi về ngay, không lần là tìm hiểu hàng hóa, giá cả như trước nữa, ngay cả khi cần mua dự trữ trong vài ngày. Giá cả nó cũng vậy em, nhưng mà người mua thì họ hơi chụp giật tí xíu thôi, chứ thịt bán cũng ít hơn lần. Tại vì hàng ăn, hàng uống thì nghỉ hết rồi, nhà hàng cũng nghỉ, mình chỉ bán khách bán lẻ thôi. Người khách ăn lẻ thì nó chỉ ăn chụp giật vậy thôi, chứ giảm hơn 50% lần. Rồi cái lượng thịt hàng khách nhà hàng giảm nhưng mà vẫn cung cấp đủ cho người dân mình dùng. Mình nghe nói là cách ly xã hội thôi chứ cũng không phong tỏa, cho nên là mình đi chợ thì mình đi một tuần khoảng đi một lần hoặc hai lần, mình chỉ mua những cái gì mà mình thật sự cần thiết. Mình chỉ dự trữ cho khoảng 3-4 ngày thôi chứ mình không có dự trữ nhiều như mọi người hay đi mua, nhưng mình chỉ mua đồ ăn hoặc là rau củ trong vài ngày thôi. Chợ truyền thống giảm khách, bù lại mua sắm online đang là kênh mua sắm chủ yếu lúc này. Theo một số trang thương mại điện tử, lượng khách hàng trực tuyến tăng lên gấp 3-4 lần so với trước đó. Chủ yếu thì mình mua thực phẩm chứ không mua các đồ lặt vặt khác nữa. Chỉ có thực phẩm thì mới ra ngoài mua thôi. Còn những đồ bình thường thì hầu hết là mình sẽ đặt online hết. Mỗi lần mua thì sẽ mua nhiều hơn một ít để bớt phải ra ngoài. Bây giờ thì các trang thương mại điện tử rất là phổ biến, nhiều. Nên là nghĩ là cái việc mua sắm online mình cũng gọi là nhiều, thoải mái, mình mua dễ dàng hơn. Ở nhà mình có thể lựa chọn những món hàng mình yêu thích, xong rồi mình có người giao lại tận nơi cho mình, thì rất là thuận tiện. Mình có thể đặt hàng qua những cái trang web của siêu thị để mình mua những cái hàng thực phẩm ăn uống để về nhà ăn uống. Hoặc là những cái trang có thể bán những cái đồ tiêu dùng á, mình cũng thấy đặt online luôn. Mua đồ trên mạng thì nó cũng giúp cho mình tránh những cái sự lây chéo của dịch bệnh. Tại vì mình mua vậy thì là nó giúp cho mình ít tiếp xúc với những người bên ngoài hơn, nên không có điều kiện để virus để lây qua mình. Có thể nói trong bối cảnh dịch bệnh, mua sắm là hoạt động vẫn phải làm. Những kênh mua sắm nào an toàn, tiện lợi và biết tổ chức cách ly an toàn thì vẫn giữ được nhịp mua sắm mà không bị tác động quá nhiều.